Kính thưa quý vị, Ngoại trưởng Hillary Clinton trở lại làm việc cảm thấy khỏe khoắn hơn và với nhiều việc đang đợi bà quyết định, tin từ Washington DC. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Hillary Clinton đã trở lại làm việc với một lịch trình đầy các cuộc họp mặt sau khi bị bệnh và nói với các phóng viên rằng bà vui mừng vì có một cơ hội làm những gì bà chưa làm trọn vẹn trước khi trao quyền lại cho Thượng nghị sĩ John Kerry, một người đã được Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đề cử lên thay thế bà. Đây là lời phát biểu đầu tiên trước công chúng sau khi Ngoại trưởng Clinton trở lại Bộ Ngoại giao làm việc từ ngày 7 tháng Giêng năm 2013, sau khi phải bỏ công việc gần một tháng trước để chăm sóc sức khỏe. Ngoại trưởng Clinton nói rằng bà sẽ cố gắng làm tất cả những gì chưa hoàn tất trong những tuần cuối cùng để có thể trao lại chức vụ cho Thượng nghị sĩ Kerry một cách trơn tru. Ngoại trưởng Clinton chưa công bố các chi tiết về dự định của bà sau khi rời chức vụ Ngoại trưởng cuối tháng Giêng hoặc đầu tháng 2. Đã có một dư luận lớn cho rằng bà sẽ ra tranh cử chức vụ tổng thống trong năm 2016. Ngoại trưởng Clinton chỉ bật mí vỏn vẹn rằng kế hoạch tương lai của bà không phải là về hưu.